Sau 60 ngày, việc mà chọn Ba Trà làm trưởng đoàn đại biểu quân sự của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là một cái chuyện bất ngờ. Nhưng mà ảnh cũng đã nhanh chóng thích ứng với cái nhiệm vụ mới, mà một nhiệm vụ vừa là tác chiến mà vừa là ngoại giao, để thi hành một số điều khoản quan trọng ở trong Hiệp định Paris về Việt Nam, như là vấn đề trao trả nhân viên quân sự và dân sự các bên, rồi vấn đề ngưng bắn, quan trọng là vấn đề quân đội Mỹ và nước ngoài rút ra khỏi miền Nam Việt Nam. Như vậy là anh Ba Trà với tư cách là trưởng đoàn quân sự của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, để lại sự kính nể trong hàng ngũ đối phương và sự tin yêu của đồng đội và của nhân dân miền Nam.